Xin chào, nếu các bạn yêu thích video thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một đất nước rất là hot. Đó là ba thanh niên đu máy bay của nước Mỹ để thoát thân. Và không hiểu vì lý do gì mà ba chàng thanh niên này đã không cánh mà bay xuống đất. Và đó cũng chính là thanh niên của đất nước Afghanistan. Afghanistan là một quốc gia miền núi không giáp với biển ở ngã tư Trung và Nam Á. Afghanistan giáp với Pakistan ở phía đông nam, Iran ở phía tây và Trung Quốc ở phía đông bắc. Có diện tích là 652.000 km². Nó là một quốc gia miền núi với đồng bằng ở phía bắc và tây nam. Kabul là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất ở nước này, với dân số khoảng ước tính là 4,6 triệu người. Afghanistan là một quốc gia lớn thứ 40 trên thế giới, lớn hơn một chút so với Pháp và nhỏ hơn Miến Điện, có kích thước bằng tazet của Hoa Kỳ. Cái tên Afghanistan có nghĩa là vùng đất của người Afghan. Afghanistan hiện đang được quản lý bởi tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan do Taliban kiểm soát. Sau sự sụp đổ của nhà nước Cộng hòa Afghanistan được quốc tế công nhận vào ngày 15 tháng 8 năm 2021. Afghanistan là một nước có khủng bố, nghèo đói, suy dinh dưỡng trẻ em và tham nhũng mức cao. Tuy nhiên đất nước này rất coi trọng vấn đề về quân đội, bảo vệ quốc gia. Afghanistan hiện có lực lượng cảnh sát 60.000 người, nước này đang đặt kế hoạch tuyển dụng thêm 20.000 sĩ quan cảnh sát khác, đưa con số lên tới khoảng 80.000 người. Afghanistan là một trong nước đang phát triển, 2/3 dân số sống chưa đến 2 đô la Mỹ, tương đương 45.000 đồng Việt Nam đồng trên một ngày. Nền kinh tế phải chịu rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, từ tình trạng bất ổn chính trị và quân sự, từ cuộc chiến tranh xâm lược Xô Viết, từ năm 1979 và những cuộc xung đột liên tiếp xảy ra. Ngoài ra, tình trạng hạn hán nặng nề cũng gây rất nhiều khó khăn cho đất nước này trong giai đoạn năm 1998 và năm 2001. Tính đến năm 2016, GDP của Afghanistan đạt 18,395 USD, đứng thứ 114 thế giới, đứng thứ 36 châu Á và đứng thứ 6 ở Nam Á. Dân số tham gia tích cực vào hoạt động kinh tế năm 2002 khoảng 11 triệu người, trong tổng cộng khoảng 29 triệu. Tuy không có con số chính thức về tỷ lệ thất nghiệp, ước tính khoảng 3 triệu người và dường như tăng thêm 300.000 người vào mỗi năm. Theo chỉ số phát triển con người, Afghanistan là quốc gia kém phát triển thứ 15 trên thế giới. Tuổi thọ trung bình được tính ước khoảng là 60 năm. Người Afghanistan tự hào về tôn giáo, quốc gia, tổ tiên và trên hết là tất cả nền độc lập của họ. Như những người vùng cao nguyên khác, người Afghanistan được cho là nhanh nhẹn và mến khách vì họ rất coi trọng danh dự cá nhân, vì sự trung thành với dân tộc và sự sẵn sàng mang theo vũ khí để giải quyết các tranh chấp. Vì các cuộc tranh chấp bộ tộc và những cuộc tàn sát phong kiến đã trở thành một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của họ từ xa xưa. Kiểu chủ nghĩa cá nhân tiêu biểu này đã là một trở ngại lớn đối với những kẻ xâm lược từ bên ngoài. Theo những gì mà chúng ta vừa xem, Afghanistan rõ ràng là một nước đất nghèo khủng bố và thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột vũ trang. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến ba người đàn ông Afghanistan phải bám máy bay Mỹ để thoát khỏi đất nước này. Và vừa rồi chúng ta cũng đã tìm hiểu sơ qua đất nước Afghanistan. Nếu các bạn thích video thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.